Xin kính chào quý vị vẫn đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của Đài Lý Đô Sài Gòn TV hai băng tần 18.9 và 56.7. Peter vẫn sợ Quang Miệng nói cái băng tần cũ thì quý vị lại lộn nữa. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi cái cơ hội lên đây mỗi tháng để mà cùng chia sẻ với quý vị và những thông tin rất là bổ ích về sức khỏe và tâm thần. Thì Peter cũng sẽ đáng sắp xếp cái chương trình TV mỗi một lần sẽ có một người khách. Quý vị sẽ gặp lại một số bác sĩ, những khuôn mặt rất là quen thuộc, giống như là bác sĩ Tường, bác sĩ Giao, bác sĩ Xuyến, những người mà vẫn đang đi theo cơ hội, những người advisor của hội hiện bây giờ. Và đôi khi Peter cũng sẽ giới thiệu một số những cơ quan trong cộng đồng của chúng ta mà họ cũng làm những cái dịch vụ tương tự và cũng gọi là về sức khỏe, về tâm thần luôn. Thì họ cũng sẽ lên đây nói về cái chương trình của họ, về cái cơ quan của họ để cho quý vị biết, để chúng ta biết được là trong cộng đồng người Việt Nam này thì cũng có những cái trung tâm đó, những cái service đó mà nhiều khi mình không biết tới. Cái khó khăn vẫn là cái những cái tài nguyên, những cái tin tức mà kiếm bằng tiếng Việt thì vẫn còn hơi hạn chế. Tại vì có lẽ là mình đang ở Mỹ thì đa số những thông tin, những tin tức toàn là bằng tiếng Anh. Còn kiếm những cái thông tin mà bằng tiếng tiếng Việt thì rất là khó kiếm. Cho nên là khi mà những quý vị nào mà đi cái lớp học của chúng tôi rồi đó thì chúng tôi cũng ráng moi ra những cái thông tin bằng tiếng Việt đó. Nó cũng quý lắm. Cho nên quý vị có được cái folder đó rồi giữ luôn để chúng ta đôi khi chúng ta tham khảo lại. Nó rất là quý giá. Từ ngay cả trong nước của mình cái vấn đề này đâu có ai nói nhiều đâu. Cho nên kiếm những cái thông tin từ những cái website ở Việt Nam cũng không có bao nhiêu hết. Chứ đừng nói gì là ở bên Mỹ. Những người đâu có lẽ cũng không bao nhiêu người có thời gian để mà gọi là dịch ra những cái tài liệu đó cho bằng tiếng Việt cho chúng ta. Ngay cả những cái nghiên cứu về sức khỏe, về tâm thần cũng vậy, đa số những cái nghiên cứu, những cái studies đó, bằng cũng là những người mà được làm trong cái nghiên cứu đó cũng là tiếng Anh, chứ cũng không có bao nhiêu nghiên cứu bằng tiếng Việt hết. Mặc dù là chúng ta có rất là nhiều những cái nhu cầu về sức khỏe, về tâm thần, tức là chúng ta có nhiều vấn đề chúng ta trải qua như là trong lịch sử Việt Nam của chúng ta thì anh đã biết rồi, mình trải qua quá nhiều những cái gọi là phải được tạm dịch, tạm kêu là những cái chấn thương, những cái khó khăn mà mình trải qua thì không thể nào mà không có, trong chúng ta không ai mà không có những vấn đề về tâm lý hoặc là tâm bệnh, nặng hay nhẹ thôi, chứ không ai mà không có hết. Đó là cái vấn đề mà có lẽ phải được dám khẳng định. Đúng vậy. Chứ đúng không vậy. Có cần phải dựa theo thống kê nào cả. Đúng vậy, đúng vậy. Đó thì cái lời kêu gọi của Peter lúc nào lên đây cũng muốn nhấn mạnh một điều là quý vị nào đã thoải mái và quen thuộc với cái hệ thống điều trị về tâm bệnh rồi thì xin quý vị cứ thoải mái, chúng ta đi, gọi là nếu cần thiết chúng ta đi tâm lý trị liệu, chúng ta liên lạc với những người therapist, chúng ta có thể kiếm trong cái bảo hiểm của chúng ta, Medi-Cal, nếu mà quý vị có Medi-Cal nó cũng có cover, nhưng mà nó có giới hạn của nó, nhưng mà nó cũng có cái service về tâm lý trị liệu qua Medi-Cal. Và dĩ nhiên là những cái bảo hiểm tư thì chắc chắn là cũng sẽ có cái dịch vụ đó, chúng ta họ gọi chúng ta hỏi thăm để cho họ đưa cho chúng ta những cái người chúng ta có thể gọi lấy hẹn. Một lần nữa thì biết nói như vậy và quý vị kiếm người Việt Nam thì cũng hơi hiếm, tuy là hiếm nhưng mà có, thì chúng ta cứ nhẫn nại lấy hẹn, chúng ta ráng gặp nếu chúng ta có nhu cầu về đi tâm lý trị liệu, tại đó cũng là một cái điều mà chúng ta, nó giúp chúng ta rất là nhiều. Nói ra những cái khó khăn, những cái tâm sự, những cái tiếng Anh nó kêu là trauma, những cái chấn thương mà mình bị từ tùy theo mỗi hoàn cảnh. Cô quý vị thì chắc là bị từ lúc vượt biên, cô quý vị thì bị có, chúng ta có những cái trauma lúc mà chiến tranh, hoặc là nhiều khi chúng ta thời ông bà chúng ta nhiều khi là cái thời mà di cư đó, hoặc là ngay cả qua tới đây rồi cũng đủ thứ trauma, đủ thứ gọi là adjustment, những cái gọi là chúng ta phải thay đổi cuộc sống, thay đổi tùm lum hết để mà gọi là hòa nhập vô cái cuộc sống ở Mỹ này. Thì nếu mà những cái đó làm cho chúng ta thấy khó khăn, thấy chúng ta sống không được vui vẻ vì cái lý do nào đó mà chúng ta không biết nói với ai hết, thì nhiều khi chúng ta cần phải gọi để gặp những người chuyên gia về tâm lý để họ giúp cho chúng ta giải tỏa những cái khó khăn đó. Thì xin quý vị nào mà ready rồi mà chúng ta muốn thì nên làm như vậy. Bây giờ thì mình sẽ làm cái myths and facts để cho mọi người, những người nào mà, cái này cũng theo cái đề tài mà lớp học tuần vừa rồi là mình nói về what is mental illness đó, tức là tâm bệnh là gì đó, thì cái này cũng giống như vậy. Thì giờ em đố chị trước, chị cứ nếu mà chị thấy đúng thì chị nói là facts,
Còn nếu mà chị nghĩ nó là mix thì chị nói là mix nha. Thì cái câu đầu tiên là mental health of, Peter đọc tiếng Anh trước rồi Peter sẽ dịch tiếng Việt cho quý vị nha. Tiếng Anh cái câu này nó kêu là mental health problems affect everyone. Thì theo chị cái đó là myth hay là fact? Fact. Ok, rất là giỏi, rất là đúng. Là đúng rồi, là bởi vì chúng ta mà ly dị cũng ảnh hưởng cho con cái. Chúng ta mất chớp cũng ảnh hưởng cho mình thì cái nào nó cũng có thể đem tới cái tinh thần đó cả. Dạ. Thật ra dạ đúng rồi, hình như nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người á, có lẽ vì khi mà nghe tới chuyện tâm bệnh thì nhiều người lại cho là có nó không mới gì tôi hết. Chắc là tôi không bị đâu, tôi chắc là được thoát nạn, tôi là không có trong cái vòng cái đó. Nhưng mà theo như là thống kê của cái mentalhealth.gov này cho biết là một trong năm người Mỹ, người lớn sẽ có một cái vấn đề về tâm bệnh trong cái cuộc đời của họ. Một trong năm người. Anh thì đào, mình tưởng tượng là năm người tin, là một người bệnh rồi. Dạ. Tin tại vì cái cuộc sống này nó đưa khó khăn quá nên ba chúng ta nhiều khi chúng ta bệnh mà chúng ta vẫn không biết. Dạ. Thật sự là như vậy. Còn nữa, đó là người lớn, một trong năm người lớn, người Mỹ lớn. Còn nói về những người trẻ, tức là mình nói trẻ là khoảng chừng cho là 21 tới 26 gì đó. Một trong 10 người nhỏ, 10 người nhỏ tuổi cũng sẽ có một cái episode bị trầm cảm. Tức là mình tưởng tượng là cái tuổi mà John này Peter đoán là từ 18 là cái tuổi là vừa ra khỏi, vừa tốt nghiệp trung học, đang lên đại học. Đa số là như vậy. Rồi bắt đầu là đang có những thay đổi trong cái cơ thể của mình. Rồi đang có những suy nghĩ, vì bắt đầu làm người lớn rồi là có nhiều trách đúng nhiệm rồi, rồi. Đúng rồi. Thì từ 18 đến 26 là một trong 10 người sẽ có một cái episode, một cái lần bị trầm cảm. Tức là cũng không phải là hiếm hoi gì đâu, cũng rất là bình thường. Hình như hôm trước anh Đào có nghe là hình như là cái vấn đề mà bệnh tâm bệnh đó 30% của các trẻ em bắt đầu được tăng lên. Dạ. Dạ, thành ra một lần nữa anh Đào muốn nói với quý vị rằng là chúng ta cần để ý con của mình một chút. Vì hồi xưa con của Đào lúc nó bệnh cũng 17 tuổi. Vì cuộc sống khó khăn đôi khi mình cũng vô ý. Nhiều khi nhìn lại thấy mình cũng quên tuốt lúc mình là người mẹ vì mình quá bận rộn. Và đôi khi con cái muốn tâm sự, muốn chia sẻ chúng ta lại làm lơ đi vì nghĩ rằng có gì đâu mà chia sẻ. Nhưng thật sự ra đôi khi nó cứ mỗi ngày nó cứ càng tăng lên thì đôi khi con mình nó có một cái gì đó uất ức mình không biết được. Chúng ta là những người cha mẹ thì chúng ta cố gắng spend time với con một chút, lắng nghe một chút. Có lẽ lời lắng nghe mình của mình rất là quan trọng với con. Vì lúc nào cho dầu 18 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, chắc chắn lúc nào cũng cần cha mẹ cả. Dạ đúng rồi, cái đó thì lúc nào cũng cái sự hỗ trợ của cha mẹ lúc nào cũng quan trọng hết. Và một cái thông tin cuối cùng nữa là, không phải cuối cùng mà trong cái vấn đề mà sức khỏe về tâm thần ảnh hưởng tới mọi người đó, là một trong 25 người Mỹ sống với lại một cái bệnh tâm thần nặng, giống như là bệnh tâm thần phân liệt, bệnh lưỡng cực hoặc là bệnh trầm cảm nặng. Tức là 25 người Mỹ thì một trong 25 người đó sẽ bị một trong ba cái bệnh nặng này. Và ba cái bệnh nặng này là ba cái bệnh mà điều trị rất thông thường trong những cơ quan điều trị sức khỏe tâm thần của quận Cam. Và khổ nhất là cái bệnh tâm thần phân liệt. Hình như không bao giờ hết phải không? Peter không phải bác sĩ thì không dám nói kết luận như vậy. Nhưng mà theo như là Peter kinh đọc nghiệm, á, kinh nghiệm của những Peter cái, những cái nghiên cứu thì cái chữ hết thì không dám dùng tới. Nhưng mà những bệnh này có thể quản lý được, có thể manage được, có thể chúng ta dùng thuốc và điều trị tâm lý để mà chúng ta manage cái bệnh. Như vậy là mình uống thuốc suốt đời đúng không? Thì theo như Peter hiểu là như vậy. Và các bác sĩ hình như là cũng không ai dám nói là bệnh này không cần uống thuốc nữa. Các bác sĩ theo như Peter làm việc chung bác sĩ nào cũng vậy, chưa có bác sĩ nào dám nói là ồ uống 6 tháng là được ngưng hay là 1 năm được ngưng. Ông nào cũng kết luận và khẳng định là chắc bệnh này chúng ta phải uống thuốc cả đời. Và không sao, chúng ta có rất nhiều bệnh khác cũng tương tự như vậy, cũng phải uống thuốc cả đời. Nhiều khi mình không cần phải có một cái ám ảnh khổ gọi là khủng hoảng lớn khi mà nghe cái câu là uống thuốc cả đời, chị hiểu không? Và xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo.